trước tiên mình sẽ kê lực chéo, chuyển lực ngang, sẽ đếm từ 1, chưa cắt xanh chân nhé, trắng chân nhé, sẽ đếm từ 1 để đi, rồi đi vào trực phần góc mai trước này, 1, 2, 3, 4, 5, đấy, đếm từ 1 đến 5 và đi lặp lại như thế, 1, 2, 3, 4, 5, đó, và mình bắt đầu kê lực chéo. Cái lực chéo mình chuyển lực ngang chéo này, 1, 2, chuyển ngang dần này, 3, 4, 5, đó, gọi là cắt chân phương thì mình cứ cắt như thế thôi. Đến ở các phần vành tay thì mình khó xải thì mình sẽ dùng cái đầu lực xải móc vào đây, móc vào đây, phần lực thì mình sẽ đẩy từ đằng trước ra đằng sau. Anh ơi, bọn khách mà cắt xong rồi ạ? Cứ bảo anh em ngồi, có gì thì ai xong cắt. Bắt đầu đến phần tay này mình vén tỉ cái tay xuống con móc lửa vào đây. Móc lửa vào đây. Xong rồi bắt đầu đưa tông vào. Đưa cả mặt luôn. Lưu ý một cái nào khi đưa tông là mình sẽ đưa chéo từ góc này lên này. Chéo góc này lên này, đấy, đường đưa từ trên xuống như này thì cắm vào tay khách chảy máu ở đây luôn, đấy, lưu ý như thế nhé. Tiếp tục làm lại một lượt như thế nữa, đưa lên, sau bắt đầu đưa cao dần lên, cắt làm sao để không bị ngấn thì mình trải vào, sau mình bắt đầu dâng cao lên, dâng sợi tóc vuông góc với da độc thì nó mới không tạo ngấn, và mình sẽ lướt lại nhiều lần một chút để cho nó tạo cái độ mịn. Thầy cần tay chỉ việc này mấy thầy thợ thế mới học nhanh chú ạ. Bây giờ tôi đi cắt mày ngò, tôi đi cắt thì lâu lắm, có người chỉ cũng nhanh được. Phần vành tay này để mình cắt làm sao chúng vành tay mình kê một cái góc lượng nó nhỏ, xong rồi cắt từ từ thôi. Đấy, xong cái này tiếp tục đến phần đằng sau cũng tiếp tục đếm như thế. Đấy, 1, 2, 3, 4 đến 5 thì nó phải cao tít hẳn lên trên. 1, 2, 3, 4, 5 phải cắt nó bằng mềm như thế, không tạo ngấn. Anh thấy chưa? Đến phần này xong mình sẽ thay đổi cầm cách cầm lược, cầm 5 đầu ngón tay và mình kê lược trải ngang và đẩy tông dọc để mình tạo được cái phần gái này cong. Tập trung thôi, học tập trung. Bên ngoài mặc kệ, không quan tâm. Ai nói chuyện gì mặc kệ. Tập trung công việc mình học thôi. Anh ra vào là chỉ nhớ thầy thôi. Bên thầy đó là mặc kệ. Tập trung thôi, học tập trung. Bên ngoài mặc kệ, không quan tâm. Ai nói chuyện gì mặc kệ. Tập trung công việc mình học thôi. Anh ra vào là chỉ nhớ thầy thôi. Nếu như anh ra trường ở lâu thì thấy tiền. Và các đằng sau không tặng gần. Nhớ cây lực chéo này, chuyển lực ngang. Đến hai bên là nhớ cây lực chéo và chuyển lực ngang. Chuyển ngang dần. Đấy, như thầy nói với anh em rồi, làm sao phải chuyển lực ngang, vì khi mà lên trên cao phần tóc này nó sẽ tóc dài, và mình nếu mình cây lực đứng hoặc là cây lực chéo như này thì phần tóc chảy nó bị trôi đi. Đấy, trôi đi. Và cắt, mình không thể cắt nó không chính xác được. Và muốn sợi tóc cắt chính xác thì mình phải xả từ dưới lên, sợi tóc nó mới trôi vào cái lực nó đều được và mình cắt nó chính xác. Còn ở phần thấp này mình kê lực chéo được, tại vì phần tóc ngắn sợi tóc nó cứng và nó bật được.
nên khi mình trải mình kê lực chéo được, lên trên cao thì bắt buộc phải kê lực ngang và để tông ngang. Bắt buộc đến phần bên này, bên này đến ở cái phần vành tay nó bị vướng này, trải như này khó luôn, cắt không chính xác mà mình phải cắt như này, kê lực chéo dùng cái đầu lực móc vào đây xong rồi đưa tông vào, nhớ là tránh cái vành tay của khách, xong bắt đầu chuyển lực ngang. Và mình lướt lại nhiều lần để đo nét. Không ngấn. Và đến phần vành tay mình thì cái tay xuống nó móc vào đây, móc được vào, đưa lên. Bên mai này mình tức là khi mà đến bắt đầu đến cái phần trên cao vượt qua khỏi cái phần chân mai này và mình không ép sát vào da đầu, cắt nó sẽ bị trắng, mà đã trắng rồi thì nó sẽ không đẹp. Bây giờ muốn đẹp nhất cũng là để xanh, nếu mà đã trắng rồi phải đánh đều, trắng là phải đánh 30 ly 1.5 thì mới đẹp, còn xanh là để xanh toàn bộ thì nếu mình chỉ tạo cái hiệu của chân mai và chân gái thôi, cắt đôi phết thôi. Rồi đến ở muốn cắt ở cái góc này mình phải chia cái phần tách phần tóc mái ra, không là mình cắt vào phần tóc mái là hỏng luôn, tách phần tóc mái ra và mình cắt cái góc này đi. Để cắt ở cái góc này mình phải kê ôm theo cái hình tròn đây. Ok được rồi. Trường hợp như khi mình cắt ở trên này có những cái ngấn ở trên này này, tức là khó phá luôn, mình chỉ cần trải dâng cao lên, dâng sợi tóc cao lên. Có cái ngấn ở trên. Đúng rồi, mình chỉ cần trải và dâng cao hẳn lên trên. Thôi mình lấy khung, mình chỉ lấy từ nửa mai thôi, từ nửa mai trở lên. Và cái tắp phết thì nó đơn giản, rất là nhanh, mở lưới và đi luôn. Đóng lưới 50%, phá lưới, ngấn lưới, ngấn lưới phun. Xong. Thay đổi cứ 30 ly vào đẩy. 30 ly xong 1.5. Tùy thuộc vào tóc thưa, tóc mỏng, ví dụ tóc thưa mình sẽ đóng sát luôn. Và đôi tóc rậm mình sẽ đóng sát luôn. Đấy, còn tóc thưa mỏng thì mình mở lưới ra. 1.5 mình phá xuống này là xong. Đóng lưới luôn. Chỗ nào còn ngấn ở bên trên ấy, tức là khi mà ngấn ở bên trên này, mình mở lưới ra đẩy phá lên. Cái này giờ mình phết nhanh, xử lý nhanh, phết cái này chưa đến 1 phút là xong. Như thế là xong, hiệu ứng rất là đẹp. Nếu mình bấm đường viền sắc nét thì là rất là tuyệt vời luôn. Bấm đường viền đằng sau. Góc bên này nó tối quá không nhìn thấy. Đằng sau thì mình tiếp tục tạo khung. Tạo khung cái chân gái thôi, đừng tạo khung cao quá. Tiếp tục mở lưới là đi. Lên từ
được không như công thức phép thôi, mở lớn lên thì được không 1,5 cm. Cái của hai bên mai diện tích ngắn thì mình sẽ đi ngắn hơn, để sau diện tích rộng thì mình sẽ đi rộng hơn. Đối với đầu khách ngắn thì mình cũng đi ngắn hơn, đi còn ở phút đầu không à. Chổi này phủi với sạch, cái chổi của em biết phủi với sạch, bắt đầu đồng lưới vào 50-50 để phá phần cung. Sau này rất là dít nên là mình cần phải cho cái góc độ tông mình cao lên, cao lên thì mình phá được. Nếu mà mình góc độ tông thấp là nó bị dày vào đây là nó dít, rất là khó phá. Đẩy làm sao mình kiểm soát màu, đừng để cao, đừng đẩy cao lên trên. Bao giờ nó phải thấp hơn vành tay một chút. Phần này rất là quan trọng, cái góc này phải bấm tròn. Bấm làm sao để cho tròn mà tạo cái góc cho tròn này. Thank you.
tròn chưa? Vâng, thì không ép thôi. Đấy. Em là anh ba cái rồi không? Ở cái phần viền, cái viền này nó rất là quan trọng. Khi mình tạo được cái đường viền nét nét, sắc nét thì nhìn hiệu ứng rất là đẹp. Tóc của khách, tóc mái của khách rất là dài đó, mình sẽ cắt làm sao để tự nhiên và hợp với độ độ tuổi, phần đấy rất là quan trọng. Và trước tiên mình sẽ cắt ở bên này, cắt ở bên này để tạo cái sự liên kết với phần khung thành trước. Mình sẽ không cắt ngắn quá nữa. Nhưng hiện tại là không dài lắm đâu, mình chỉ cần tỉa liên kết là được. Cái góc độ tông cao, dâng góc độ sẽ tóc cao lên để mình cắt không bị ngắn. Góc độ 90. Sau đến phần tóc mái này. Mái này mái chéo. Không ngắn quá và cũng không dài quá, vừa đủ thôi. Nhớ là sau khi mình cắt xong, mỗi đường cắt xong mình trải xuống để xem lại đều chưa. Chưa đều thì mình lấy lại và cắt lại. Cắt theo hình tròn. Bên này bao giờ mình cũng sẽ để dài hơn nhé. Cắt theo hình tròn thôi nha. Bên này phải dài hơn để bên này vuốt phủ sang bên kia. Thì bên này mình cắt ngắn đi thì vuốt nó không phủ sang bên kia được. Các bên này vẫn dài. Con này cắt cùng. Mình tự trải cái này xuống. Quay này chưa? Trải xem phần mái nó đã có sự liên kết với bên này chưa? Đấy, như này là được. Và bây giờ mình lấy đường dọc từ trên xuống dâng 135 độ để cắt liên kết, giảm độ dày của tóc mái. Chỗ nào dày thì mình lấy chỗ đó thôi, còn chỗ nào không dày mình sẽ không lấy. Đấy, phần tóc mái thưa hơn, mềm mại hơn.
tiền thêm một chút. Điều một tí ở ngọn tóc thôi. Xong em quay về đằng trước. Sau khi xong toàn bộ mình sẽ kiểm tra tổng thể. Chỗ nào mình cảm thấy nó chưa mịn thì mình lướt lại một chút. Một phần này mình cảm thấy nó hơi xù một chút. Lướt lại một chút. Đây ngồi ghế này luôn. Cái góc kia ở các kiểu gì đấy.